Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau đợt hạn hán xâm nhập mặn khốc liệt, thì nông dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã bắt đầu tập trung vào sản xuất vụ lúa hè thu với quyết tâm nâng cao năng suất, sản lượng để bù đắp những thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên lúc này thì một câu chuyện khác lại làm khó họ khi mà tranh chấp giữa bên nuôi tôm và bên trồng lúa đã xảy ra. Vùng đất quy hoạch trồng hai vụ lúa, nhưng đìa tôm nước mặn cận ngay ruộng lúa. Nước mặn tràn bờ, nước mặn dì mạch ngầm từ tôm sang lúa. Và mâu thuẫn đã diễn ra. Nước mặn ở chỗ nào ra? Bắt cái nước mặn đó đi ra chưa? Không ra sao lúa? Không ra tại sao mà lúa? Chúng rồi, trời người trồng lúa không nuốt tôm làm sao tôm chết? Lúa chết vàng cả cánh đồng. Chỉ riêng một ấp, con số đã lên đến hàng chục hecta. Nhưng nay, tôm cũng lăn ra chết. Người nuôi tôm cho rằng chính người trồng lúa đã thuốc tôm của mình. Mâu thuẫn đã không dừng lại. Anh không chơi, anh bắt tôi đâu? Đi kèm với những hành động là cả những câu nói làm mất lòng tình làng nghĩa xóm. Còn mà nói là tào lao mà đi mở tôi chặt giò bỏ đó. Mà tao nói giờ cũng tao mặn người tao mặn của ai chứ tao ngang nè. Quyền lợi giữa hộ nuôi tôm và người trồng lúa, xung đột đã diễn ra gần cả năm nay. Vậy chính quyền địa phương đã có cách giải quyết như thế nào? Thành lập tổ xuống xác định cái mức độ thiệt hại của từng miếng ruộng cụ thể. Xuống chợ. Xuống rồi. À, người dân đây có biết là có ai gì xuống chợ? Tới nay chưa có ai xuống hết. Thế là sao các hộ chưa có ai xuống hết? Cái này là cái xã phía bên phía Tây Nga đó thì là đã phối hợp với xã đi xuống khảo sát đo độ mặn, có đo mặn không cô? À, có đo hay không thì trực tiếp dưới này thì là không có nghĩa là đi đo không biết báo với các hộ này không thì đó là không biết. Việc huyện đã có cách giải quyết hay chưa thì chỉ có người dân trong vùng mới rõ và chưa vội bình xét bên nuôi tôm hay trồng lúa đúng sai thì lúc này chỉ biết rằng hậu quả cả đôi bên đang cùng phải gánh.